Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Thế gì đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City nha. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhớ chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nào. Bên này chúng ta sẽ có một cái hòm, không biết là hòm gì. Thì nếu video được 2k like thì chiều nay sẽ có tập mới nhất của tựa game Dragon City nhé. Ok, thì hôm qua thì mình đã xong rồi. Mình đã xong cái phase 3 của cái sự kiện mùa hè gì đó. Sự kiện cốt truyện. Đấy. Rồi thì cho lấy được cái cổ vật này anh em ơi. Cổ vật mùa hè, cổ vật ngàn năm. Và cho chỉ đợi đến chiều nay để lấy cái option E, đó chính là Heroic 4 sao thôi. Đây thì con này hôm qua vừa đấm xong rồi. Đấm nó vỡ mặt rồi anh em. Cái gì đây? Cho có new VIP mới anh em ạ. Wow, đẹp thế. Có hai con rồng mới anh em. Nó sẽ bắt đầu là bán từ ngày 22 đến ngày 24. Hôm nay ngày 23 rồi. Không thấy đâu cả. New VIP thì sẽ có thêm sự kiện luyện tập trong kia. Giá con này nó sẽ tầm khoảng là 10 đô anh em ạ. Ui chà, đẹp thế nhờ. Đẹp phải lêu không? 10 đô tầm khoảng hơn 200 nghìn gì đấy một con này. Rất 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 đẹp. Nó mới bán à? Hay sao mà nó mới cập nhật à? Thế quái nào, hôm qua vẫn không thấy nhỉ? Hôm nay lại thấy rồi. Bán từ ngày hôm qua anh em ạ. Cay nhỉ. Hình như 10 giờ hôm qua nó mới cập nhật cho chúng ta thì phải. Hình như vậy. Cái key quest này thì bây giờ mình cũng không cần làm nữa rồi anh em, chắc chắn rồi. Nó bán rồi nhá. Chưa bán ạ. Bán rồi ạ. Bán rồi nha anh em. Nhưng mà nhiệm vụ thì không biết là bao giờ mới có. Con VIP này cũng mới, cũng đẹp này anh em. Ui đẹp thế. Nên mua con VIP này không ta? Giá của nó sẽ là khoảng 10 đô gì đấy. Wow, đẹp thế. Đẹp như tranh nhỉ anh em. Chất lượng thật sự luôn. Rồi để mình xem có nên mua luôn không. Giá nó chỉ còn tầm khoảng bao nhiêu. Con này nó sẽ giá là 10, gọi là hơn 200 nghìn gì đấy. Nhưng mà muốn mua thì ta phải vào trong cái điện thoại cơ thì chúng ta mới có thể mua được nha. Trong này ta sẽ không mua được đâu. Vì là cái này nó không có cái thẻ ngân hàng gì cả. Khá là đẹp. Sona Luna Quest. Chúng ta sẽ có con này, con Solar là con mặt trời anh em ạ. Solar Phrase là con mặt trời. Và còn một con mặt trăng nữa. Hai con này thì cũng khá là đẹp, nó giống như kiểu là con cực cái sự kiện lần trước. Con này đẹp hơn con sự kiện lần trước nhiều. Đẹp hơn con gọi là Future, Past and Future nhiều anh em. Có 10 đô thôi. Đẹp quá cơ. Ok. Đẹp thế. Hay mình mua luôn nhỉ. Mua luôn con này ta. Vào điện thoại mình mua anh em ạ. Anh em đợi xíu, mình phải kết nối điện thoại mình mới mua được. Chứ trong này mình không mua được đâu. Mình mua, mình xúc được con này anh em ạ. Xong mang về up các kiểu gì đấy. Và chúng ta vẫn phải cần lấy con này đấy nha. Vẫn cần phải lấy được cái con Gui Dragon này đấy nha anh em. Nó là một cái... Đúng rồi. Chờ. Tại vì là mình đang kết nối đến điện thoại anh em ạ. Thế anh em cũng không thể xem được đâu. Rồi anh em đợi xíu, đợi khoảng mấy phút để mình vào để mình mua đã. Tại vì căn bản chơi trên PC thì không mua được. Thế mới cay. Rồi mua con VIP này anh em. Tự nhiên cập nhật nhỉ, nó cập nhật từ bao giờ vậy ta? Không biết là cập nhật từ bao giờ luôn. Thì có rất là nhiều rồng mới, có rất là nhiều sự kiện sẽ diễn ra. Và chúng ta có thể là mua rồng về sưu tầm. Rất nhiều rồng đẹp luôn. Rất rất đẹp luôn đấy chứ, đúng không? Rồi ok, mình sẽ ấn X ra ngoài. Đây rồi, new VIP mới. Cái này đẹp như 248.000 anh em ạ. Mua luôn anh em. Không biết mình có đủ tiền không nữa. Đủ tiền thì mua. Sợ không đủ. Hôm qua vừa mới nạp 2 triệu ở đây thì chắc là vẫn đủ. Ok, thanh toán rồi. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ok, được ném vào trong trong cái rổ trứng của mình rồi anh em. Ok nha anh em, bây giờ mình sẽ kết nối lại với Dragon City này. Đấy, rồi. Hay ho, vãi lều luôn. Ok. Đẹp thế nhờ, con này à. Con VIP đầu tiên mất. Ôi, nó nhìn nó chất quá. Không thể chịu nữa, chúng ta sẽ vào và lấy để up nó ra, xong rồi làm một số thứ gì đó. Con Solar gì đấy. New VIPs. Dùng game để skip chăng. Hòm level 5 đấy anh em. Chưa, nhầm phải ấn sang bên này chứ.
bên kia nó bé quá, nó không ấn được. Đúng rồi, ok. Họ level 5 nha anh em, họ level 5, 10 mảnh Vulcan cũng ra rất là tốt rồi. Nó gọi gì đó rất là hợp lý rồi anh em, 10 mảnh Vulcan nha. Hợp lý, hợp lý. Ok. Oh man, đau phết. Bây giờ ta sẽ đi up. Đi up nhỉ. À đây mình sẽ cho mấy con hệ nước này ra trước để mình làm luôn nhiệm vụ. Nó sẽ yêu cầu là si và cái méo gì đó, si và ánh sáng. Tôi thấy có một số con rồng nước ở đâu đó và mình sẽ cần phải vứt nó đi. Mình nhớ là con mình có một cái số cái môi trường nước mà. Một số cái môi trường nước mình đã xây dựng sẵn ấy để riêng ra anh em. Anh em nhớ không? Nhưng không biết là đang để đâu luôn ấy. Thế luôn là không biết để chỗ nào. Bây giờ mình đang có con VIP mới quá, mình muốn test thử luôn anh em ạ, nó đẹp quá cơ. Lắm dòng cũ quá nhỉ. Môi trường hệ nước đâu? Thành ra là hơi ngáo đấy anh em, mình không biết cái môi trường hệ nước của mình đang ở đâu. Hoặc là mình tìm theo con si rồi anh em ạ. Ôi mình đang có 599 à. Con dòng thứ 600 của mình sẽ là một con đặc biệt. Si Dragon đây rồi anh em. Chúng ta sẽ tìm tới con này để biết nó đang ở chỗ méo nào cả. Đây đây, có mấy con đây. Tìm. Đây. Nó đây anh em ơi. Đã tìm được vị trí rồi. Bán thôi anh em. Hoặc là nâng cấp gì đó lên. Rồi, xong rồi ném mấy con này vào. Ném ba con này vào nhá, để cho hoàn thành nhiệm vụ luôn mà. Thật ra thì cũng chưa, cho con thiếu một con nữa thì mới xong. Bán luôn. Nhiệm vụ này rất là lâu, rất là khó chịu. Để kiếm thêm điểm thôi. Bán luôn anh em. Xeo. Rồi ok, thêm một cái nữa bên này là xong. Luminancer. Đấy, bán luôn. 192k nha. Rồi ok. Rồi xong rồi chúng ta sẽ đi up trứng anh em ơi. Store này. Store hình như là có quả trứng mới thì phải. Dragon. Có đúng không ta? Đây, Solar Phrase. Một con mặt trời anh em ạ, đẹp. Có Dark Sora, có chưa up cơ. Dark Thanos thì có rồi. Dark Sora. Con này sẽ mất khoảng 47 tiếng, chúng ta dùng mình 12 game luôn anh em. Mình dùng luôn vào ngày. Solar. Nó là một con mới của chúng ta nha. Lên nào. Nó là một trong những con rồng mới nhất tính hiện tại. Ui chà. Level 1 thì nó hơi gọi là hơi tù. Thức ăn mình cũng có đầy. Thức ăn đầy sẵn trên bàn. Ôi trời ơi đẹp thế. Chiến thế nào đây anh em? Rồng VIP anh em ạ. Không dùng thì quá phí. Teo. Wow. Ui. Nó kiểu là như kiểu sử dụng sức mạnh của mặt trời ấy. Còn 1 triệu mặt trời gì đó. Từ thế có điện thoại. Anh em đang bắt tên con này là gì thì hãy comment ngay xuống phía dưới nhé. Cái này thì nên cho lên level 25 anh em ạ, vì nó là dòng VIP. Chắc chắn cho level 25 luôn. Trời ơi, level 25 luôn. Tại vì nó sẽ cần những cái sự kiện leo gọi là cần những cái sự kiện xịn sò hơn. 29 này, 20, 21, 23, 24, 25. Đang full con lợn rồi anh em ơi. Có lẽ là cho con lợn, đập lợn nữa là ok. Ok. Đẹp quá, Solar Phrase. Hiện tại là chưa có sự kiện của nó anh em ạ. Vì thế mình sẽ đánh bên quest trước nha. Quest trước hình như là yêu cầu một cái quest gì đó thì phải. Con này cũng luyện sao luôn. Đây này. Win quest, chúng ta thắng thêm một trận quest nữa anh em. Là hợp lý nhờ. Win quest battle, đây. Chìa khóa bây giờ không cần nữa rồi anh em. Mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ bên kia rồi. Quest Butter level 25 của nó level khá là khỏe đấy nha anh em. Con này sẽ chuyển sang con Solar. Ui chà, dòng VIP mới nhất quả đất anh em ạ. Rồi đẹp thế. Đẹp hơn cả Eric cơ. Đẹp quá cơ. Tốc độ nhân 2 này anh em. Nó lao tới tốc độ gọi là ánh sáng là hơi yếu. Level 25 nhưng mà chưa có sao nên hơi yếu một tẹo. Rồi mình sẽ dùng con này giết đã. Con này sắp lên 4 sao anh em ơi. Rất nhiều sự kiện đang diễn ra và rất là hay. Cực kỳ là hay luôn. Đang chờ đợi chúng ta phía trước. Rồi 20.000 máu là một hit nó bay màu rồi. Mình cũng không muốn giết đâu. Nhưng mà bọn này nó cứ bị khắc hệ thôi. Là ăn đòn thôi.
7K6 này, Lich Blast tấn công 14.000 máu luôn. Xong anh em ơi, chiến thắng rồi và chúng ta sẽ được key quest. Chúng hoàn thành xong cái key quest, không biết cái chìa khóa xanh này để làm gì nữa. Tôi biết làm gì rồi bây giờ ở đây. Để đây thì cũng chẳng để làm được cái deck gì cả. Rồi, chúng ta lấy thêm điểm bên này. Cố gắng trong vòng 110 mấy bước lấy được cái con gui này thì cũng hơi mệt nhỉ. Hơi bị khó nhằn à nha. Mà chúng ta cần phải có khoảng 200 điểm. Tích khoảng 200 điểm. Có Egon khoảng 2 triệu. Ok. Chiến thắng một trận trong Masterline. Masterline thì cũng khá là dễ thôi. Bây giờ đánh chỗ nào thì cũng rất là thoải mái dành cho cậu vàng thôi. Đánh rất là mượt, rất là mịn luôn. Tấn công tốc độ nhân 3 đi cho nhanh. Đây có rồng mới nhưng mà ngon ghê này. Wow. 60%. 88.000 máu. Con này sẽ là 106 này. Ghê đấy. Ghê đấy cưng ơi. Ghê đấy cưng ơi. Cái này nó chưa cập nhật cái khả năng là luyện tập trong này em ạ. Thôi không sao. Đánh đột con Mirai là khác hệ mình em ạ. Nó level 60 đấy. Nhìn nhớ 60 nha. Chúng ta sẽ chuyển sang con khác đây. Warfish đấm nó một phát là 157k. Wow. Wow, mắc khỏe luôn. Dragon Defeater 60 và level 55. Đánh thôi. Đánh thì đánh thôi anh em. Đợi chờ gì nữa nhỉ? Chờ đợi gì nữa đây? Đây, băng này anh em. Băng giá là 137k nha. Ui, không chết à? Thì nó có Holy. Holy 60. Có Vulcan. Vulcan thì một hit thôi. Ôi chưa, chỉ cần một trận anh em ạ, không cần nhiều đâu. Đúng rồi, quên mất đánh nhiều làm gì. Để tiễn để làm nhiệm vụ chứ. Chứ mình cũng không quá cần thiết đánh cái này nữa rồi. Tại vì bây giờ leo rank cũng chẳng leo được. Team thì nó cũng không thể đủ sức mà leo rank cao được. Nó chỉ tầm này thôi. Không thể leo được nữa. Leo nó sẽ bị tụt xuống thôi mà. Là bị đánh tụt xuống thôi. Rồi, hai trận. Chúng ta leo thì tạm thời thì vẫn có thể lên được vị trí cao. Nhưng mà lại bị tụt xuống thôi chứ không để làm gì cả. Mất tiền nữa, mất game nữa. Quay full mất khoảng 40.000. Ok, 40.000 thì ăn một phát là xong ngay. Quá nhanh. Lấy gold. Lấy butter, hai trận. Gold trước là 2 triệu gold. Gold mình đang rất là thiếu. Phút để lại nha anh em. Không dùng cái phút luôn. Rồi ok. Đây, 2 triệu đây anh em. Cho thú ăn khoảng 80.000 và win Lewis Butter. Cho thú ăn thì cho con Solar thôi nhỉ. Solar Frey gì đó, nó đang ở đâu đó. Ở trên này à? Solar Frey đang ở trên này. Và mình muốn cho nó ăn cấp cao. 80.000 à? Xong luôn anh em. 80.000 là xong rồi. Win Quest, 3 Quest. Win Lewis Butter. Kiểu gì cũng phải được kiểu khoảng hơn 200 điểm. Phải 250 điểm thì mới lấy được con gui này anh em nha. À, tốn khoảng 30 game nữa. Cay nhỉ. Mua kia thì nó rẻ hơn nhiều. Tôi kệ thôi. Đằng nào thì cũng phải làm nhiệm vụ mà. Không có tiền để mà trồng thêm thức ăn này. Nhiệm vụ nâng sao. Nâng sao con này thì lên được 2 sao. Chắc lên được 2 sao là cùng thôi. 2 con. Một con là mặt trăng và một con là mặt trời. Thêm một sự kiện hút máu của bên này nữa. Ok, đó đi lấy thêm mảnh của Happiness rồi anh em. Chiến ơi. Ok, con kia nó hơi yếu nên chưa thể đánh được trong này nha. Bọn này cũng chưa luyện tập lên A cộng cơ. Vì thế sẽ ưu tiên cho con này lên A cộng trước này. Tại vì nó sắp lên là 4 sao rồi. 4 sao sẽ level 65 à. Nó mạnh lắm đấy anh em. 65 thì sẽ là mạnh nhất trong tất cả loại rồng luôn. Mạnh hơn cả Heroic luôn. À, hơn cả Legend luôn. Dĩ nhiên không có nào mạnh hơn nó được. Điều chắc chắn là như vậy. Bây giờ mạnh nó 27.000 rồi. Bây giờ chưa có sao nha anh em. Để mấy hôm nữa nâng sao đã. Cho phát lên 4 sao luôn à. Mình cũng chưa tưởng tượng sẽ như thế nào. Cho off hay là cho lên 4 sao. Cái này nên lấy luôn này. Nó cứ hồi là lấy thôi anh em. Chúng ta vẫn chưa thể tưởng tượng là nó sẽ lên 4 sao theo kiểu như thế nào. Tại vì nó đang khá là mông lung. Tại vì là anh em chưa tưởng tượng là nếu mà cho off thì lại mất thời gian nâng sao. Và nếu mà không cho off thì cho lên 4 sao luôn thì bá quá nhờ. Thì quá bá. Sẵn cổ vật rồi, cổ vật mình đang vứt ở ngoài. Có gì đây, con này cũng là loài rồng mới à. Nhìn khá là dị ra.
nó cùng hệ với mình nên nó không hề khắc chế được chúng ta đâu anh em. Ok, đang có nhạc mà tôi không bật nhạc. Rainbow, ok, 15.000 luôn. Trời ơi, khắc hệ. Ui dồi ôi, đánh như shit vậy ta. Đánh chưa đặc biệt còn yếu thế này nữa. Con này 1 sao đấy anh em, 35 đấy, đùa đâu. Cũng khá là ngon. Mình thích con này nên mình đã cho lên 1 sao rồi. Và lên cho lên 35 luôn. Theo theo theo, xong. Xong nhờ, xong quest. Nhưng mà vẫn còn thiếu một cái quest nữa. Và đợi rất lâu. Nhiệm vụ đợi rất lâu. 60 game. Đợi khoảng 11 giờ nữa. Meo thật lâu thế. Hết nhiệm vụ rồi. Chắc là chiều nay sẽ có nhiệm vụ về cái VIP này. Vẫn VIP này anh em. League Battle 2 trận nữa là ok baby luôn. Là xong luôn. Game thì đang đầy đấy nha. League Battle có thể thấy thêm 2 trận anh em. Thoải mái đi. Rồi đi wish. Con thần tài vẫn sẽ là ưu tiên số 1 để luyện lên. Có lẽ nên cho nó lên cấp để cho nó khỏe hơn đã, xong rồi tính sau nhờ. Cho con thần tài. Cho con heroic của chúng ta. Đồ hiếm là heroic. Thần tài chắc phải lên cấp rồi. Cho lên 35 trước đi anh em. Tạm thời cho lên 35 cho nó khỏe khỏe đi tí. Đánh nhau nó ổn hơn. Nó sẽ luyện tập sao nhanh hơn. Để có rất là nhiều trận ở trong kia. Thần tài lên 35 trước để tạm thời đã. Tạm thời 35 trước nữa nha. Xong rồi vào trong League Battle đánh khoảng 1-2 trận gì đấy là xong. Đây như thế này. Hợp lý nhỉ. Có lẽ là rất là hợp lý đánh nhau thôi. Không có gì là quá là ý cả. Đánh con này gần phát cho nó chết đi đã. Xong rồi mình sẽ đánh con kia sau. Nó có hệ pua nha anh em. 23.000 thì không biết là có đánh nổi không. Chẳng biết được. Để con này đánh một chiêu yếu trước đi á. Xem nó có chết không. Đấy còn 128 kìa. Bọn này đều khỏe cả. Nếu đánh một chiêu sẽ là tầm khoảng bao nhiêu máu đây. Chưa học skill anh em ạ. Đang yếu quá. Sẽ khoảng tầm 18.000 thôi. Chưa ổn cho lắm. Ui dồi ôi, toàn bị khắc hệ này. Nhỏ thật đấy. Toàn bị khắc hệ từ nãy giờ thôi. Cay nhở. Luyện khó thế cả. Sẽ luyện được 2 hit. Mình phải cho lên 40 anh em ạ. Hoặc lúc nào 4 sao ấy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ui gần đài. Ui chết rồi. Ô không giết được à. Tại sao không giết được ta. Buồn cười ghê nhở. Nó yếu vãi trưởng thôi, không giết được thò. Giết được đúng một con. Đây còn may mắn đấy, còn giết được một con đấy. Luyện sao là khó. Luyện sao cho này bây giờ rất khó. Rất khó ở đằng khác anh em ạ. Bóng đá với đá cầu của 16.000 thôi anh em. Ôi hay. Hay quá. Rainbow của mình không cho 50 dam thôi, chứ học skill lên. Nó yếu thế nhờ. Lên hết cỡ cho mày ở đấy. Burzy Dragon. Ok. Mấy con này thì luyện tập được. Lên A trừ đi anh em ơi. Mãi chưa lên A trừ, quá lâu luôn. Rồi chúng ta sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ bên kia. Lên thêm 6 game nữa. Bây giờ trở lại với đại gia rồi. Game tiền game như nước không thiếu luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ mở League Battle nha. Bên này sẽ là Hatching Sea and Line Battle Arena. Đây là yêu cầu 4 trận này thấy chưa anh em. Thấy bắt đầu yêu cầu rất nhiều trận trong Battle Arena nhé. Cố gắng kiếm đủ điểm thôi anh em. Để lấy cái con phải gió, con gui kia thôi. Chắc chắn rồi. Nhiệm vụ nó sẽ xoay quanh luẩn quẩn qua mấy cái đấy thôi. Rồi ok thì có lẽ là mình sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Xin chào và gặp lại nha. Bye bye.